Hello, chào mọi người đến với kênh của anh công nhân Khi Nguyễn nha. Gặp lại mọi người trong lòng mình cũng rất là vui. Chắc các bạn cũng đang muốn biết mình đang làm gì trong công ty. Mình cũng giới thiệu với các bạn mình làm thủ kho cho một công ty gỗ mà. Nhân lúc mà buổi trưa ra ca mình không về nhà cho nên mình rảnh rỗi mình ở đây mình sẽ chỉ cách cho các bạn nha. Nói chung là mình đi làm cũng được 13 năm nay thì những cái chiêu trò về cái cơn mà chống buồn ngủ, nó là chống buồn ngủ nha. Thì cuộc đời công nhân ai cũng phải có lúc mà ngủ gục ở trong công ty các bạn, nhưng mà cái cách chống buồn ngủ duy nhất của mình đó là ăn các bạn. Bạn thấy à, cho nên là xoài và chanh các bạn. Thì như đây mình sẽ chế biến cái món món xoài và món chanh cho mọi người coi nha. Để chế biến xoài và chanh thì rất cần có được con dao các bạn. Ở trong công ty thì không có dao giống như ở nhà mình là bình thường. Ở đây là con dao gọt giấy mà. Nói chung nhìn con dao này rất là sắc bén các bạn. Con dao này cũng đã từng lấy đi cũng rất là nhiều xương máu của anh chị em công nhân các bạn. Làm nhiều khi mà cái ngón tay mình chạm vô cái lưỡi là sẽ bị một đường, nếu mà nhẹ thì lát ngoài da thôi, còn nặng là vô tới xương mà. Con dao này rất là nguy hiểm, nó cũng rất là bén nhưng mà nó cũng nhanh lục lắm. Mình mà cắt hay gọt trái cây hoặc là làm những cái đồ vật dụng trong công ty là một lần một thôi là nó sẽ lục rồi. Nó cũng có cái mặt lợi và mặt hại của nó ha. Bây giờ mình sẽ cắt những trái xoài này thành từng miếng ha. Buổi trưa mà buồn ngủ là ăn những cái này là rất là công hiệu bạn. Nó sẽ giúp được cho anh chị em công nhân tránh được cái cơn buồn ngủ ha. Bạn thấy không? Dao rất là sắc. Cắt một cái là ngọt như là, nói chung là nếu mà nói mà về cái phần mà dao vật dụng ở của mình ở nhà mà con dao này rất là sắc hơn con dao ở nhà nhiều. Mình mà gọt trái cây hoặc giả sắc dưa leo mà, cái dao này sắc là vô địch luôn. Để mình cắt thử cái trái xoài cho các bạn coi. Rồi sẵn đây mình cũng giới thiệu bạn luôn, nếu mà ai mà xài con dao này là phải có cái cán dao nha bạn. Đây mình lấy cái cán dao cho bạn coi. Cái cán dao này là xài cái ok luôn rồi. Nhưng mà mình chỉ gọt trái cây mình ăn thôi, nhưng mà mình không có xài cán. Thì mình cầm con dao này cũng cẩn thận một xíu là được cũng ok. Đây là cái kho, cái nơi mình làm việc các bạn. Buổi trưa ra ca thì mình ăn cơm xong mình là biến về nhà ngủ, cho nên là giờ vô đây sẵn quay video làm giới thiệu về cái cách mà để chống buồn ngủ của anh chị em công nhân. Nói chung là họ cũng chỉ mình rồi mình mới biết thôi. Người đi trước chỉ người đi sau chỉ người đi sau nữa. Đây là xoài non nha bạn. Xoài non mà cái này chấm với mắm ruốc hoặc giả chấm với muối ớt là rất là ngon các bạn. Thấy mình phải cẩn thận chứ, để nó ăn chưa được trái xoài nữa mà đứt tay là nguy hiểm lắm. Trái xoài mà không hột luôn, xoài rất là non. Những anh chị em nào mà làm ở công ty gỗ thì chắc là sẽ biết cái loại dao này rất là sắc. Nói là trong phim kiếm hiệp nói là dao là chém sắc như chém bùn, còn cái dao này mà nói mà chém thịt hay là chém cái vật dụng nào mà mềm mềm là nó chém y gan như bùn luôn. Là chanh các bạn. Chưa ra ca kiếm chanh không hạt, trái bự bự to to để ăn cho nó phê, mà không có loại đó rồi.
cũng rất là tiếc. Nhiều khi mình muốn ăn thì người ta không bán, mà nhiều khi mình không muốn ăn thì người ta lại bán rất là nhiều, cho nên trời không có chiều lòng một ai. Nhưng mà gặp thì mua đại đi đều bỏ đó, khi nào ăn ăn chứ mà nếu mà muốn ăn mà ra gặp mua mà không gặp được. Cái này mình cũng thái mỏng mỏng miếng miếng nhỏ nhỏ ha. Mình sẽ dứt hai trái chanh luôn. Dùng ăn chanh luôn vỏ cũng rất là tốt các bạn. Nó giúp cho mình coi như là thông mũi mát họng luôn á. Xong cái phần nguyên liệu mình đã chuẩn bị xong, bây giờ còn gia vị ha. Đây mình cũng chuẩn bị sẵn, giới thiệu với các bạn, đây là mắm guốc. Mắm guốc này được xào chung với thịt với sả luôn rồi đó ha. Màu mắm guốc rất là đẹp. Và thêm một phần hấp dẫn nữa là một trái ớt. Mắm guốc thường là xào cho nhiều người ăn thì mình xào không nên cay quá, có thể là cho phụ nữ và cho em ăn thì rất cũng được, nhưng mà đặc biệt đối với mình thì mình sẽ ăn kèm thêm một chớp ha. Đây ghim vào đây, giờ mình sẽ thử món xài chứ. Đã thấy xài ăn rất là đã. Trời ơi cái này cắn miếng nào cho nó bớt chua đi bạn, ăn rất là đã này. Số 1 rất là phê mà cũng rất là phiêu luôn bạn. Đây ớt mà cắn nguyên trái ăn rất là đã, ớt mà đem chậm ra là mình thấy là mất đi cái vị ngon. Rất là hấp dẫn mà. Bạn nào mà đang buồn ngủ ha, chắc chưa, mà thường thường người ta nói là ăn cơm no vô rồi là rất là dễ gây buồn ngủ. Tại vì mình vào ca lúc 12 giờ thì tầm 12 giờ cho đến 1 giờ là cơ thể mình rất là mỏi mệt, giống như là nó xuống sức từ khoảng thời gian đó mà. Cho nên những cách tốt nhất để giải quyết cơn buồn ngủ là ăn chua. Ăn chua mà phải có gia vị đồ, được mắm guốc đồ hay là muối tôm đồ kèm theo mới là đúng sách của nó nha. Và đặc biệt điều xoài non này các bạn không nên gọt vỏ. Gọt vỏ ăn nó sẽ mất đi cái vị ngon của trái xoài. Rất là đã. Ớt cũng rất là cay bạn. Ớt cay cộng với nó đang mất ngạn. Ớt cay mà cộng với mắm guốc ngon nữa, nó rất là phiêu. Ớt sặc luôn mà. Đây là miếng thứ hai ha. Ăn rất là đã quá. Trời ơi. Bạn nhìn. Các bạn nào mà đang thèm thì bữa nào thử giống mình bữa ha. Nói chung tại ở trong công ty một mình ăn cũng rất là buồn. Cái này mà được cỡ 3-4 tay rồi súng lợi mà chấm mà ăn mà nói chuyện một cái nó quên sự đời hết rồi.
thì buổi trưa của mình lên mình ở trong công ty à, mình đã không mời được ai chứ. Chứ cái này mà đem vô công ty là coi như là chuột sa vào con nít vậy bạn. Mọi người trong công ty rất là mê, rất là thích. Nhiều khi những trái cây mà giống như me châu ở nhà đố các bạn ăn được một trái, rồi đem vô công ty sơ qua một ký me cỡ chừng 5 người thôi, tôi nói không còn một miếng nào chứ. Rất là đã luôn, chưa có ăn tới chanh đâu, chỉ là hai miếng xài thôi mà ăn tới đâu tôi đang ăn mà nước miếng tôi cũng đang chảy luôn, rất là phê. Ớt quết thêm miếng mắm ruốc nữa, cắn một cái. Tôi nói thiệt, anh chị em công nhân nào mà bữa nào mà thử giống tôi nghe. Số 1 rồi dẹp qua cái xài quần ba đi, tới xử tới cái chanh này, mà thấy miếng chanh rồi chanh thì mình sẽ chấm cái gia vị là muối tôm nha. Tan 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 tan, đây là cái muối tôm của mình ha. Muối tôm này mình đặc biệt là rất là thích nó. Đi làm không có cái gì ăn cũng được, mình bỏ trong hộp tủ của mình á. Khi nào buồn buồn miệng đem ra bóc miếng, đem ra bóc miếng. Đó là cái chiêu của mình là chống buồn ngủ nha bạn. Nói chung đi làm ở công ty thì cái cơn buồn ngủ là không ai tránh được hết. Có khi những người làm ngoài xử, họ vừa làm mà họ vừa ngủ. Làm vừa ngủ là nói chung là ngủ gục á. Bà nào mà có con nhỏ tối mà thức cho con mà ăn uống hay là gì đó là có nói bảo đảm vô ca 12 giờ giả 1 giờ là mắt nhắm rồi. Không phải nói để không phải nói để mình phê bình công nhân của mình nha, nhưng mà thực tế là đời sống công nhân mình nó vất vả như vậy bạn. Phải thức phê dậy sớm. Cái đời sống công nhân của mình phải thức khuya dậy sớm các bạn. Bữa nào đây mình làm cái clip nói về cái bữa mà chuẩn bị đồ ăn sáng của một người công nhân cho các bạn coi. Mình sẽ tranh thủ thời gian mình làm một cái video clip đó đó. Nói chung mình cũng là công nhân, mình sẽ đại diện cho công nhân. Mình làm cái video clip để nói về cái sự chuẩn bị một bữa ăn sáng của người công nhân cho các bạn coi. Rất là cực khổ. Sáng mình giờ cũng có con nhỏ, sáng 5 giờ phải thức. 5 giờ đối với mọi người giờ đó rất là sớm, nhưng mà 5 giờ phải thức các bạn. Rồi nói để ăn cái này cho các bạn coi. Sáng 5 giờ mình thức dậy nấu cơm, có khi rửa chén, đi chợ mua đồ ăn. Rồi bà xã mình thì chăm con, đâu có bỏ đi được, tại con mình còn nhỏ đâu bỏ được. Nhưng mà mình đại diện cho những người công nhân ở xa quê mà, là mỗi người mỗi hoàn cảnh. Thôi để mình dứt một miếng chanh này cho các bạn coi ha. Muối tôm nè mà gắt lên chanh, gắt lên miếng chanh, gắt cho đều ha. Một mặt thôi các bạn thử bữa nào ăn thôi. Rất muối một mặt một thôi, ăn rất là phê rồi cũng rất là phiêu luôn. Số 1, cái vị chua chua the the của vỏ chanh, chua chua của nước chanh, và cái vị cay của muối, cái cay của mà ớt, vị mặn của muối. Tôi nói các bạn ok, số 1. Bạn nào mà nói mà buồn ngủ chưa ha, rứt vô một miếng, rứt vô một miếng như vậy bạn. Không còn gì bằng hết.
rất là đã các bạn. Đây. Buổi trưa bạn nào làm công nhân như mình ha, buổi trưa một giá nói mà không phải nói xấu anh chị em công nhân, tuy là công ty họ cấm không cho mang đồ ăn theo, nhưng mà những cái này nhỏ nhỏ các bạn bỏ túi hoặc giá vậy đem vô công ty, rồi tranh thủ một lúc nào đó bạn ha đem ra để bạn ăn, không được thoải mái tự nhiên như mình. Nhưng mà mình đang làm thì cũng không được tự nhiên như vậy đâu, mình đang về nghỉ trưa cho nên ăn cũng rất là thoải mái. Cái giờ nghỉ trưa mà các bạn mà đem ra mà bạn ăn phải không, ăn cơm xong mà ăn vô cái này tôi đã bảo đảm cả ngày các bạn không buồn ngủ. Nó hay như vậy, cả ngày không buồn ngủ luôn. Giờ chỉ thêm miếng nữa bạn. Giờ chơi xong đôi luôn cho nó nhanh hết bạn. Cũng sắp tới giờ làm rồi. Trời ơi. Tôi nói thiệt nha, tôi ăn mà tôi còn nuốt nước miếng nãy giờ luôn á. Quá trời đã, nó phê quá các bạn ơi. Đây là cái cách ha, ăn xoài vậy chứ nó không tốt, nó không hay bằng ăn chanh đâu. Ăn chanh nó có nhiều vị thuốc mà, có thể là cái vị thuốc nam trong đây nữa. Nhiều khi ở dưới quê ha, đi hốc thuốc nam người ta có bỏ vỏ chanh, vỏ quýt vô đó bạn, trần bì gì đó, đó nó rất là hay nha. Này bạn nào mà bị giống như bị khàn tiếng đồ này cái nọ, cứ mua chanh ăn giống tôi, bảo đảm với bạn hết nhanh chóng. Số 1, ăn luôn vỏ, rất là ngon. Cái vỏ rất là the. Tôi bảo đảm chưa có ai chỉ các bạn giống như tôi đâu. Nhưng mà những thức ăn này không phải là hôm nay tôi mới ăn, tôi mới chỉ đâu. Mà lúc trước thì cũng chưa làm YouTube nên ăn thì quay phát trực tiếp đồ cho anh em được coi thôi. Chứ bây giờ tôi nói thiệt, ăn cái này rất là đã, rất là thằng thấy. Hai trái chanh trong vòng một nốt nhạc. Nãy vỏ. Bỏ ở đây gói sầu gác này mà cũng phải quăng bậy bạ. Giờ đang muốn ăn chanh nữa đó. Nhưng mà hết rồi. Các bạn thấy hai trái chanh trong vòng một nốt nhạc hết. Ăn rất là đã, rất là phê. Ăn cái chanh cũng giống như là đủ vị hết rồi. Nào là the nè, nào là chua nè, nào là cay nè, nào là mặn nè. Trời ơi, cái hũ muối tôm này rất là lợi hại. Tợ luôn bạn, nói chung chua chắc cũng tiêu quá đó. Đây, còn mấy miếng xài này. Giờ mình cứ xử tiếp nha. Nói chung cái vị chanh nó đang lưu luyến ở trong cái đầu lưỡi của mình, cho nên ăn với xài vô là nó sẽ chổi bản với cái vị chanh này. Nhưng mà ăn để cho các bạn thấy là thử một lần cho để biết. Đây, xoài thích ăn nhất là quết cho nhiều mắm ruốc vào, gia vị cắn một miếng xoài thấm, nói chung là nó thấm đều cái vị mắm ruốc. Ăn các bạn phê phiêu. Đặc biệt trái sầu non ăn nghe nó giòn, nó chua, cái vị mắm ruốc mặn mặn và nó ăn ăn của mùi mắm ruốc. Nói chung làm hồi ăn hết chết rồi. Ớt thì ăn lần không hết chứ cắn mà cỡ chục lần cũng nó không hết. Nè,
Trời ơi, tôi nói thật với bạn, nếu mà trong đây mà có cả 3 người thôi thì 3 trái xài này với lại 2 trái chanh tôi ăn chưa được chắc cỡ 2 miếng là hết mẹ rồi. Bạn thấy không? Mình đời sống công nhận mình nghèo, được ăn những món đồng quê dân giả rồi, tiền bạc rồi ăn tôm hùm vua hoàng đế đồ này kia nọ giống như anh chị em ta thì bình vậy, giản vậy thôi, cứ ăn cái nào mình có. Đó, trời cặn cảnh luôn nè, trời ơi ớt cay, nhưng mà cái trong cái vị cay đó có cái vị ngon luôn đó bạn. Ai mà ăn ớt được biết được cái vị ngon của ớt nó sao, ăn cơm mà thiếu ớt là ăn không được. Cũng giống như mấy ông mà ghiền thuốc vậy, ăn cơm xong mà không có điếu thuốc hút là coi như là cái bữa ăn đó là không, nó ăn nó không ngon. Khoảng chừng 15 phút nữa mình vô cam làm thôi. Bạn thấy cái kho chặt chội làm cái kho cũng được, nói chung bắt đầu từ lúc làm kho tới giờ chắc cũng được cỡ 12 qua năm rồi. Bạn thấy thời gian ghê không? Thánh thoát rồi qua nhanh lắm. Mình làm thì mình nói 12 qua năm chứ lâu, chứ thực tế bạn trải nghiệm bạn làm 12 qua năm thoáng qua nhanh dễ sợ. Thánh thoát mà cũng gần tới Tết nữa, còn bốn mấy năm chục ngày nữa Tết tới nè. Bữa quay công việc làm với lại ôm lại ký ức của cuộc đời công nhân thôi, hôm nay ăn cho bạn coi. Nói chung có cũng có phần hơi mất lịch sự xíu nha, nhưng mà đây là cách anh công nhân Khi Nguyễn chỉ các bạn công nhân buổi trưa ai có buồn ngủ làm giống y gan tụi. Tôi bảo đảm hết buồn ngủ liền, khỏi cần mua thuốc uống cho mà là giống như ta uống thuốc ngủ vậy, mình uống thuốc là vô mà mình không ngủ vậy. Cái này còn công thì uống thuốc nhiều. Chung còn miếng xài này hết ha, mình cũng xin kết thúc cái video tại đây. Anh em nào thấy quan tâm và thấy yêu mến cái kênh của anh công nhân Khi Nguyễn thì hãy cho Khi Nguyễn một like nha, cũng như là đăng ký ủng hộ kênh giúp mình. Chung cuộc đời công nhân làm cái nó cũng vất vả, nó cũng chán rồi bạn ơi, tính mình chuyển hướng sang một cái con đường khác. Thì anh chị em nào có thương thì ủng hộ cho Khi Nguyễn cũng như đăng ký kênh của Khi Nguyễn nha, để mình có thêm động lực mình làm những video tiếp theo cho các bạn coi về cuộc đời của những người công nhân xa xứ ha. Còn miếng kết thúc mà giúp luôn. Một miếng ăn vẫn còn đã, nó không ngán. Các bạn mà ngồi xuống mà ăn xoài không hay là me không hay là chanh, ăn không có muối, không có gia vị gì hết, tôi bảo đảm bạn ăn một khúc một là bạn coi như là bỏ rồi. Còn này không quết miếng này hết xích miếng kia mới cái mắm guốc, rồi là
ăn càng càng ăn càng mê. Ngon quá bạn, thơm ngon tới giọt cuối cùng. Video mình đến đây kết thúc nha. Thân mến chào tạm biệt mọi người. Chúc mọi người sau khi xem video clip này thì chúc mọi người vui vẻ và thành công trong cuộc sống nha. Cảm ơn mọi người nhiều.